Ngày hôm nay ta cùng họp ở nơi đây, mọi người bên nhau ta không drama. Một, hai, ba ta cùng thôi tắt. Và vâng, xin chào mừng các heo đã quay trở lại với bản tin vô tri số tiếp theo, nơi mà chúng ta không hẹn mà gặp đôi ba tháng một lần sẽ cùng ngồi quây quần cắn hạt dưa, bổ quả dừa, hóng các thông tin mới trong cộng đồng HR. Trước khi vào với các thông tin chính trong bản tin ngày hôm nay, xin mời các bạn tới với mục quảng cáo. Cái gì? Tư bản á? Chứ giờ không tư bản thì nhặt lá đá ống bơ sống qua ngày à? Tôi cũng cần chi phí vận hành cái bản tin này mà. Nào thôi, nghe đi. Một tí thôi. Thề quảng cáo hay lắm nhá. Quảng cáo hay lắm, tin tôi. Chúng tôi tự hào là một trong những kênh stream hàng đầu trong lĩnh vực HR. Vì thế, các anh chị hãy đầu tư vào kênh của chúng tôi chỉ với 20.000 một tháng, 2.000 một ngày để nhận được những ưu đãi lớn nhất. Chúc các anh chị ngày mới vui vẻ, chúc các anh chị 8386 vạn sự như ý, tỷ sự như mơ, triệu triệu bất ngờ và tràn đầy hạnh phúc. Các anh chị mãi đỉnh, mãi đỉnh, mãi đỉnh. Trang nhâm chiến, mất tài nơ. Vâng, sau khi nghe chương trình quảng cáo của chúng tôi, chắc hẳn các bạn đang rất mong chờ các thông tin mới trong bản tin số lần này đúng không ạ? Phải không? Tôi bắt các bạn phải không? Vì thế không để các bạn đợi lâu, chúng ta sẽ tới với các thông tin đáng chú ý trong bản tin số thứ 3 ngay bây giờ nhé. Khi bản tin này lên sóng cũng là lúc chúng ta đang được trải nghiệm phiên bản 2.6. Nói qua một chút thì trong phiên bản 2.6 chúng ta sẽ có các sự kiện mới, di vật mới. Cụ thể thế nào thì lốc nick vào mà xem đi, tôi không đọc đâu. Và tất nhiên theo thông lệ, bất cứ phiên bản mới nào cũng sẽ đi kèm với một banner nhân vật mới. Tuy nhiên có lẽ đây là lần đầu tiên trong suốt gần 2 năm cộng đồng người chơi lại không hào hứng với banner nhân vật mới một chút nào. Và nhân vật xui xẻo mà tôi đang muốn nhắc tới ở đây chính là Rappa, cô nàng tri thức số ảo. Ra mắt tại nửa đầu phiên bản 2.6, Rappa sở hữu một vẻ ngoài nổi bật, xinh xắn với bộ kỹ năng phải nói là khá dễ vận hành cũng như break đang là xu hướng meta. Tuy nhiên, cho dù sở hữu tất cả những điều trên thì Rappa vẫn thiếu đi một thứ rất quan trọng, đó là Rappa không phải là Sunday hay là Tinh Vương Pro Max. Tôi không đùa đâu, thiệt luôn á mọi người. Cá nhân tôi là người gắn bó với HR trong gần 2 năm qua, chưa một lần nào tôi thấy có một cái phiên bản mà banner nhân vật anh em lại quay lưng nhiều như thế này. Người lệch thì mừng, người trúng thì khóc. Khóc còn to hơn cả lệch ra nhan trình E4 nữa cơ. Nguyên nhân cụ thể thì chắc là các bạn cũng biết rồi. Phải nói là Mi chó rất có năng khiếu trong việc bóp chết các đứa con của mình từ khi còn ở trong trứng nước. Ngày trước là anh Put Hill nằm giữa banner là Robin và Đóm. Còn bây giờ chúng ta có chị Rappa, phía trước là Faceal, phía sau là Acheron, Aventulium, Sunday, Tinh Yun Pro Max. Với tình hình thứ tự banner như này, số lượng người quay banner chị Rappa phải nói là đếm trên một bàn tay là đủ. Không hiểu Mi chó có vấn đề gì với hội cảnh binh thiên hà không, chứ tôi thấy hai thành viên đội này ra mắt ai cũng đen. Kiểu Guardian of the Galaxy qua tay Mi chó thành Guardian of the Galaxy. Nói đi thì cũng phải nói lại, Mi chó là một phần, nhưng phần lớn cũng do cộng đồng có sự quan tâm nhất định tới những nhân vật phía sau. Vì thế việc Rappa trở thành flop 3 là chuyện có thể dự đoán từ trước. Chúng tôi, những người làm chương trình cũng chỉ có thể chúc chị Rappa sức khỏe dồi dào, 8386 vạn sự như ý, tỷ sự như mơ. Chúng tôi vẫn sẽ quay một phát X10 để ủng hộ cho banner của chị vậy. Nhân tiện nhắc tới 2.6, phiên bản 2.6 có thể nói là một phiên bản khá du ngủ khi số lượng banner mới chỉ có một nhân vật. Cùng với đó là các sự kiện mới như vũ trụ mô phỏng mới hay là một số các sự kiện bên lề, cốt truyện để cho anh em chạy đốt thời gian, tích tiền chờ phiên bản 2.7. Tuy nhiên điều đó cũng khá là tốt cho các anh em free to play khi có một quãng thời gian nghỉ khá dài để có thể theo kịp tiến độ cập nhật của game. Vì thế anh em đừng vội trách Mi chó nhé, chẳng mấy khi mà Mi chó nó tốt tính như này đâu. Nào, bên trên chúng ta đã nói về 2.6 rồi, thì bây giờ chúng ta cũng phải bàn đến drip marketing của phiên bản 2.7 một tí đúng không? Trong suốt những ngày vừa qua thì cộng đồng đã có một cú nổ bùm rất lớn khi drip marketing trong phiên bản 2.7 chính là Sunday. Chàng trai luôn thắc mắc về chuyện nghịch chim và Tinh Yun, người đã mất tích suốt một năm vừa qua sau sự kiện bị Phan Thị bẻ cổ. Trước khi vào với các thông tin về Sunday và Tinh Yun thì tôi đề nghị thằng nào một năm trước bảo tao lạc quan vì nghĩ Tinh Yun còn sống bước ra đây. Quỳ xuống! Khỏi phải nói, drip marketing lần này thực sự đã khiến cho cộng đồng đứng ngồi không yên. Chỉ trong vài ngày, lượng tương tác bài đăng drip marketing của Sunday đã ngang ngửa với waifu quốc dân trước đó, Đóm, và hiện tại đang có dấu hiệu vượt trên cả Đóm, cho thấy sức mạnh của nghịch chim là lớn tới mức nào. Phía bên Tinh Yun, cô nàng cũng được chào đón không kém cậu bạn Sunday khi cộng đồng suốt một năm vẫn luôn tranh luận với nhau về sự mất tích của cô nàng sau khi trở thành người mất đầu. Về kỹ năng cụ thể thì tôi không được phép nói ở đây, kiểu nói lick ấy, bay kênh ấy, đấy, hiểu không? Chỉ biết là ở thời điểm hiện tại, Sunday sẽ là hòa hợp số ảo, đánh dấu cho một meta mới sẽ xuất hiện tại phiên bản 3.0. Và cũng là hòa hợp năm đầu tiên xuất hiện trong game, không kể tới main nam hòa hợp. Về phía Tinh Yun, cô nàng sẽ mang hệ hỏa hư vô,
Tôi nghe ông chú ở bên Viettel đồn thì cô nàng này sẽ là một mảnh ghép cực xịn cho team Break, hứa hẹn sẽ giúp team Break tiếp tục kéo dài vị thế độc tôn tới tận nửa đầu của ba chấm. Tôi nói thế thôi, thực ra anh em mình xem leak hết với nhau cả rồi. Nhưng mà tôi không được phép đề cập ở đây, nên là có xem thì về nhà đóng cửa tắt đèn chùm chăn mà xem nhá. Tôi chưa muốn bị mất cần câu cơm đâu. Chỉ có một điều mà tôi chắc chắn, đó là phiên bản 2.7 sẽ cực kỳ bùng nổ cho người chơi và khô đét cho ví tiền của mọi người. Vì thế hãy tranh thủ phiên bản 2.6 để tích cóp, chặt tay Eco trong một phiên bản để có một phiên bản 2.7 bớt bị vắt khô nhất có thể nhé. Như các bạn đã biết hoặc là không thì bản tin vô tri còn có một cái tên khác là bản tin drama. Mặc dù là tôi không muốn như thế, nhưng mà... Thế nên là nếu đưa tin mà không có drama thì quả thực là một thiếu sót vô cùng lớn. Nên ngay bây giờ chúng ta hãy cùng tới với một số drama thú vị trong cộng đồng trong một tháng vừa qua nhé. Sunday là hòa hợp chính là một sự ô uế. Tôi không nói thế. Vâng, cái chuyện này nó là truyền thống mẹ rồi. Khi mà bất cứ nhân vật nào mới có drip marketing thì ngoài hiệu ứng bùng nổ của cộng đồng ra thì chắc chắn là kiểu gì cũng phải có ý kiến trái chiều thôi. Lần này Sunday là người được chọn mặt điểm tên khi bản thân là hòa hợp nam đầu tiên của game, dẫn tới một số bộ phận waifu bu không vui vẻ với điều đấy. Anh bạn Hiếu Nguyễn giấu tên bày tỏ quan điểm rằng Sunday mà là hòa hợp thì nó là một sự ô uế với hòa hợp. Khi mà hòa hợp đang toàn nữ thì tự dưng nhé một thằng được đưa vào để làm cái lơ gì không biết. Trong khi mi cháu từ trước đến nay thì chưa bao giờ confirm là hòa hợp chỉ toàn là nữ cả. Trong một diễn biến khác, bạn Mỹ L giấu tên cũng bày tỏ sự quan tâm tới Sunday bằng cách viết hẳn hai bài sặc mùi kích vơ cho các săn con với đại ý rằng các săn con đừng vội mừng sớm. Tới khi mi cháu chỉnh sửa bộ kit của Sunday như cách mà mi cháu đã làm với đóm thì cũng lại cun cút và hàng như nhau cả. Kiểu ý là giờ drip marketing nhân vật mình yêu thích xuất hiện thì không được mừng ấy, kiểu mừng thì bị quê ấy. Với cả các săn con có muốn mừng hay không thì phải xin phép ý kiến bạn Mỹ L kiểu thế. Một số ý kiến khác lại đặt Sunday lên bàn cân so sánh với Robin, người em ruột của Sunday đã ra mắt ở những phiên bản đầu 2 chấm. Chắc là so sánh về khả năng kiểu đứa nào thích nghịch chim hơn, khiến cho fan hai bên có vẻ không thích nhau lắm. Tuy nhiên tôi thì lại nghĩ đây là những cuộc cãi nhau của trẻ con thôi. Chứ người xác định lấy Sunday E0S1 như tôi cho Sunday với Robin đi cùng nhau cho nó lành. Người đâu cãi nhau làm gì? Cơ bản thì đây chỉ là những cái bài kiểu drama nhỏ lẻ khuấy cộng đồng lên cho nó vui thôi, chứ cũng không nặng nề lắm. Các bạn nghĩ thế nào về Sunday? Hãy để lại ý kiến của mình ở bên dưới video ha. Giờ chúng ta sẽ chuyển sang drama tiếp theo. Idol Hàn Lập, đỉnh cao giới trẻ, người người đều chê. Drama tiếp theo đến từ một vị idol mới nổi trong cộng đồng, gây ra nỗi ám ảnh cho những ai lần đầu gặp phải idol Hàn Lập. Được biết, xuất thân của idol rất hiền hách. Idol năm nay 36 tuổi, là truyền nhân của Aeon Aha. Nghề tay trái là bán cà phê, vận hành chuỗi cà phê Aha nổi tiếng. Nghề tay phải là tối về đi gieo rắc tiếng cười cho muôn dân. Ngài không chỉ đơn giản là đi chọc nách người khác làm người ta cười, mà đây là một kế hoạch bài bản để xâm chiếm cộng đồng, để cộng đồng đi trên con đường của Aha và có ý đồ muốn biến tất cả mọi người thành kẻ ngốc đeo mặt nạ. Tuy cà phê Aha hơi đắt và không ngon, nhưng đổi lại thì những phát ngôn của idol đã đem lại một số niềm vui và tiếng cười nhất định cho cộng đồng. Khởi đầu từ việc build Yunli theo đường phòng ngự, Zipat là bảo kê tốt để đánh với Holay. Kêu Blade là khắc chế cúng của Holay vì Blade ăn một đòn của Holay chưa chết luôn thì mới đây nhất, idol đã chính thức lên tiếng bảo vệ quan điểm rằng Linux đánh tầng trên MOC 2.5 ba con rối khỏe hơn Aventulium vì Linux có giải hiệu ứng xấu, còn Aven thì không. Không chỉ dừng lại ở những comment chọc cười khán giả thì mới đây nhất, một nhân viên của chúng tôi dù chưa kịp làm gì cũng đã bị idol va cho tới sám hồn, mất ăn mất ngủ, tay chân run lẩy bẩy vì phải cười quá nhiều. Cụ thể như sau, trong một lần đi thu thập thông tin làm bản tin vô tri số này, nhân viên của chúng tôi có bắt gặp một bài đăng trên cộng đồng với nội dung so sánh Aven, Linux và Linksa cho nửa trên ba con rối. Với tinh thần yêu nghề, nhân viên T đã không ngần ngại comment vào bài viết để nhắn nhủ chủ bài viết đừng xóa bài, cho chúng tôi còn có cái để làm bản tin. Như các bạn khán giả đã thấy rồi đấy, đây là một cái comment rất là bình thường, đúng không? Nhưng mà idol của chúng ta thì không nghĩ thế. Ngay lập tức idol của chúng ta đã nhảy vào và va trực tiếp với nhân viên của chúng tôi, không chỉ một lần mà tận hai lần, với nội dung là để bảo vệ cho quan điểm của bản thân về Aven bảo kê tầng trên yếu, trong khi đếch ai hỏi cả. Không hề có ý định bỏ cuộc, idol Hàn Lập đây có lẽ đã dành ra 30 phút quý báu của cuộc đời để thả một cái bài luận văn với các lập luận vô cùng chặt chẽ để bảo vệ, phân tích về quan điểm cá nhân của mình trên video của chúng tôi. Tuy idol đã xóa comment, nhưng mà với khả năng làm nghề của chúng tôi lường trước được rồi. Nên là tay chúng tôi nhanh hơn, tôi cắt con mẹ nó lại luôn. Chị ơi buồn với idol nhá, idol tay hơi chậm đấy. Chắc có tuổi. Tất nhiên là với cái comment dài như thế này thì tôi biết là khán giả của tôi sẽ không đọc.
Cho nên là chúng tôi đã chuẩn bị sẵn video lồng nhạc review phim được tua nhanh X3 để đọc lại luận văn của idol dành cho những bạn nào lười đọc chữ. Mời quý vị và khán giả lắng nghe. Nhưng mọi người tưởng mọi thứ chỉ dừng lại ở một cái comment như thế này thôi sao? Không hề. Các bạn làm sao mà các bạn biết được? Tại vì tôi có ghim comment lên đéo đâu mà các bạn đọc được. Ôi ôi. Nó phải gọi là văn nghị luận cuối năm luôn. Không ngờ mọi người tưởng mình là lại chính chứ tôi phải thôi cũng được trình bày một chút quan điểm. Thứ nhất, ở đây sẽ nhiều fan của bạn cho nên không sao cũng thôi chứ còn phải gọi gì là sẽ có. Về chuyện khắc chế, A với B của máy bắt X thì A gây ra lượng sắt trong máy bắt X lớn hơn của B, cũng lên X. Nhưng ở trường hợp bắt X dùng một chiêu thì A làm sao chết, còn bắt X cũng một chiêu này đánh B chỉ bắt được bảo. Vậy thì không phải nói A là khắc chế của bắt X, còn B thì không phải à? Đâu thể nào chỉ nhìn vào lượng sắt ra mà còn phải xếp lượng ba chữ. Giờ các bạn phải vô lại, vì hôm nay tiến lên bảng, buộc phải đánh bại thì có thể là vô lại khắc chế của bắt X. Sẽ sang một bên khác bảng lên bảng đi, người ta nói Galio, Morgana là lượng khắc chế của các chữ. Đơn giản là vì sức cương của các chữ khi bài có hai quy tướng này bị suy giảm quá nhiều, chứ lượng A gây ra của Galio, Morgana có được bao nhiêu đâu. Ý thứ ba, tôi chưa bao giờ nói biết là sao duy nhất khắc chế của lệnh. Hôm nay có điều mà phóng vật lý thì dĩ nhiên như trang này đều là khắc chế của lệnh như phải xéo dũng lý lara đầu lấy xoay và lấy được và cái này có tính cơ hội rất mạnh trang mình hoàn toàn thắng cho nên chuyện trang mình như phải xéo và đánh hôm nay có một mạch mạc quả thể nghiệm cho nên khi so với lệnh thì phải bốn cái thể của thành công như kim lưu đã là kilo kim lam xê lê giới rõ ràng là khi so với kim lưu kilo kim lam xê lê thì phải đánh. Holley vẫn tốt hơn bốn nhân vật cũ cùng thời tại vì nó có điểm yếu. Mẹ thằng ngu. À không, xin lỗi, đấy là nhân cách khác của mình. Nhân cách Tome sẽ không nói như thế các bạn nhé. Mình rất là xin lỗi vì mình đã vô tình để sổng nhân cách khác của mình ra. Ngược lại là bot đánh người chơi bao nhiêu thì lại bị bỏ qua, trong khi đó là một điều luôn diễn ra trong game. Thằng ngu. À xin lỗi các bạn, mình lại không kiềm chế được. Ôi, xấu hổ thật sự em ơi. Xin lỗi các bạn. Xin lỗi các bạn. Xin lỗi các bạn. Nó xin lỗi các bạn, xin lỗi. Quý vị khán giả có ổn không ạ? Tôi hy vọng là quý vị khán giả vẫn ổn sau khi nghe cái đống bên trên. Nào, giờ từ từ chúng ta có thể ngừng cười được không ạ? Đừng có cười nữa, để nói tiếp đi xem nào. Trong luận điểm của mình, idol có nhắc tới một vị bác sĩ tên B khá nổi tiếng trong cộng đồng với giáo án cầm blade đi MOC nâng tầm đàn hàng 4 sao. Vì thế chúng tôi đã rất may mắn hẹn được lịch phỏng vấn với vị bác sĩ kia để hỏi xem cảm xúc của bác sĩ như thế nào khi sử dụng blade làm semi tanh nâng tầm đàn hàng. Sau đây là nội dung cuộc phỏng vấn, mời các bạn tham khảo. Ui anh Bách ơi, anh có rảnh không? Cho em xin phép em phỏng vấn anh một tí thôi. What? Vụ gì em? Em nghe thiên hạ đồn là anh cầm blade 5 sao làm tanh để nâng tầm cả một con đan hàng 4 sao. Anh có cảm nghĩ như thế nào khi dùng đội hình đấy? Anh nhớ ở Xiên Châu blade xiên xong gian hang hóa chaos các kiểu nên anh tưởng MiHoYo cải tính năng ẩn. Chứ không phải là mình cố tình chọn đội hình đấy để giúp blade tỏa sáng và chứng minh giá trị của blade hả anh? Không em, blade với anh lúc nào chả sáng. Blade là con bài tẩy, chỉ lúc cần nhất mới phải ra mặt thôi. Giống đợt TRC anh spam blade hecta đi kể chuyện. Vâng, cảm ơn anh rất nhiều về cuộc phỏng vấn nhanh vừa qua. Em đã có tư liệu để viết bản tin. Hy vọng anh sẽ mãi giữ nguyên tình yêu dành cho Blade. Ok luôn. Như các bạn đã theo dõi cuộc phỏng vấn thì lý do vị bác sĩ B giấu tên sử dụng Blade không phải là để nâng tầm đan hằng mà chỉ đơn giản là vị bác sĩ này nghĩ nó có nội tại ẩn trong game ấy, kiểu cầm hai con này đi với nhau giống cốt truyện làm cho đan hằng 4 sao được upgrade thành IL 5 sao. Chứ không có ngụ ý sâu xa gì ở đây cả.
Vâng, và nếu như chỉ dừng lại ở những phát ngôn tưởng chừng như xúc phạm trí thông minh của người đọc như thế này thì rõ ràng là chúng ta sẽ không có cái gì để nói quá nhiều rồi. Điểm nhấn của vụ việc này chính là cách đây vài ngày đã có một VTuber trong cộng đồng HSR lên sóng stream và ngược lại idol với một phong thái đầy chất thép, mạnh mẽ, bạo dạn. Người này đã bẻ ngược lại các lập luận của idol Hàn Lập viết trong video của chúng tôi và thẳng thắn đưa ra quan điểm rằng rõ ràng trong cộng đồng không ai cấm chia sẻ quan điểm cá nhân cả. Tuy nhiên, cách chia sẻ của idol không giống chia sẻ quan điểm đóng góp mà giống như kiểu thả một xô, xin lỗi quý vị khán giả nhé, một xô cứt vào giữa phố đi bộ khiến ai cũng phải bịt mũi khi đi ngang qua vậy. Chúng tôi có thu thập được một số điểm nhấn của buổi stream và chúng tôi sẽ để ở đây cho quý vị khán giả cùng xem. Các đệ bếp thế hệ cũ 1.0 như Jin Liu, Đan Hạng IL, Jin Yuan Sele ra. Rõ ràng là khi so Blade với Jin Liu, IL, Jin Yuan Sele thì Blade đánh hôm nay vẫn tốt hơn 4 nhân vật cũ cùng thời này. Mẹ mày, thôi em, bình tĩnh, chill. Để chị nói, đảm bảo Blade là khắc chế chứ sao, cầm bộ bố này đánh với Holley. Máu đã dày Holley trong một combo là chết. Đã vậy đam lên Holley còn không thấm thía gì cả thì rõ ràng Blade vẫn tốt hơn nhiều. Một lần nữa chúng tôi xin giới thiệu lại các tuyển thủ của chúng ta, những người gọi là đang tranh chức vô địch trong việc khắc chế Holley. Chị Jin Liu đến từ San Zhou, anh Jin Yuan hệ lôi đến từ San Yeo, Sele hệ lượng tử đến từ Belobok lửa ngầm, và anh Đan Hàng ẩm nguyệt IL hệ số ảo đến từ San Zhou. Một lần nữa, vâng, xin mời quý vị và các bạn hướng mắt lên màn hình để xem bộ 4 người của chúng ta. Những người phải gọi là có khả năng khắc chế Holley bằng cách là đéo có điểm yếu nhưng mà vẫn lôi vào đánh ạ. Nào, bạn lại đi so với Aven. Aven nó là nhân vật mới hơn Blade rất nhiều cho nên về tank thì trội hơn, có gì đáng khen. Bởi vì con Aven nó là bảo hộ và con Blade nó không phải là tank cơ. Bởi vì đấy là trải nghiệm của tôi trên tài khoản của tôi và nó là ý kiến cá nhân của tôi chia sẻ một góc nhìn khác cho mọi người để mọi người hiểu, để mọi người có thể dùng để tham khảo, chứ không phải là tao ụp xô cứt vào đầu người ta xong rồi tao gõ bong 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 vào cái xô như vậy nè, hiểu chưa? Tao không có ụp cái xô nào vào đầu ai hết, không, tao không có cầm một cái gậy hay là một cái mõ hay là một cái gì đấy tao gõ bong 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 lên đầu người ta, hiểu không? Nếu mà để tóm tắt một cách lịch sự hơn ấy thì nó sẽ là kiểu cả hai cùng chia sẻ nhưng mà bạn đéo được nói gì quan điểm của tôi. Còn tôi thì được chửi sấp mặt cái quan điểm của bạn. Rõ ràng việc chia sẻ quan điểm cá nhân hay sở thích cá nhân trên các diễn đàn cộng đồng là điều rất bình thường và chưa từng có ai cấm điều đó cả. Mỗi ngày đều có rất nhiều các topic thảo luận, chia sẻ và cùng trao đổi với nhau giữa các member trong group. Việc chia sẻ quan điểm cá nhân một cách lịch sự, có đầu đuôi, các luận điểm dựa trên cơ sở rõ ràng sẽ khiến mọi người có nhiều góc nhìn khác nhau để tham khảo, tạo nên một cộng đồng văn minh. Nhưng mà tất nhiên rồi, các luận điểm đó phải dựa trên một cái sườn có khả năng thực hiện nó, chứ không phải là vẽ vời ảo tưởng những thứ xa vời và không có tác dụng trong thực tế. Nói xa một chút thì những ý kiến thẳng nêu như vậy có thể khiến cho các bạn newbie mới chơi game tin tưởng dẫn tới thực hiện theo, làm cho ác càng lúc càng yếu. Ý là mà ai lại chơi Yuli theo đường phòng ngự, kiểu hoặc là đóng HP cho mấy con DPS Grid chẳng hạn, ai lại làm như thế? Bộ kỹ năng của chúng nó còn kiểu không tương tác với cả mấy cái chỉ số như thế. Suy cho cùng, chúng ta cũng chỉ nên coi idol Hàn Lập như một chú khỉ tay cầm chúi, miệng không ngừng nói chúi chúi chúi, giống như lũ khỉ xâm chiếm HSR trong phiên bản 2.6 mà thôi. Đối với chúng tôi, lời khuyên của chúng tôi cho idol là nên ra đường chạm cỏ nhiều hơn và đi khám tâm lý càng sớm càng tốt để tìm ra các liệu trình trị liệu hợp lý, hiệu quả. Chúc cho idol Hàn Lập trong tương lai sớm tái hòa nhập cộng đồng, trở thành người bình thường và không làm khỉ nữa. Và chàng cười vừa rồi đã khép lại các thông tin mới trong bản tin số lần này. Tất nhiên là trong cộng đồng vẫn còn một vài thông tin hay ho, như là một anh bạn viết sớ chia sẻ quan điểm của mình về người anh ba số giấu tên, có ý chê anh ba số hay phát ngôn thiếu khách quan với lùa gà, hoặc là drama giữa quán trà Đan Hằng và một bạn phô mai nào đấy. Nhưng mà thôi, chuyện nó cũng qua khá là lâu rồi, chúng tôi sẽ không đào lại làm gì. Mặc dù chúng tôi vắt sữa bản tin nhưng mà chúng tôi phải có lòng tự tôn của mình đúng không? Hi. Ngoài ra có một thông tin bên lề là VTuber Kitakara Tome sẽ xuất hiện tại Hobby Horizon vào ngày mùng 2 và mùng 3 tháng 11. Nên nếu quý vị khán giả muốn gặp cô ấy ngoài đời thì đừng bỏ lỡ cơ hội này nhá quý vị ơi. VTuber này bán nhiều đồ lắm, quý vị hãy qua ủng hộ cho hệ thống của chúng tôi có thêm chi phí làm bản tin nhá. Cảm ơn quý vị khán giả đã xem tới đây và đừng quên để lại cho chúng tôi một like, một sub để chúng tôi có thể đem tới các số bản tin chất lượng hơn tới cho quý vị trong tương lai. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo. Bye bye!